Rồi, okay, xin chào các bác. Thì đây là cái con Samsung S24 Ultra của em các bác nhé. Thì như cái clip trước ấy, thì em đã test cái thời gian pin chờ của con này như thế nào. Thì như đối với con máy của em này này, thì em thấy cái thời gian pin chờ nó không được tốt cho lắm. Cụ thể như là em không dùng cái gì cả, không bật cái gì cả, kể cả không bật on going on display luôn, thì nó cũng phải tốn đến tầm 5 đến 6% pin. Mà nếu như mà bật full các thứ lên ấy, thì nó phải tốn đến 10 đến 12%, 13% pin. Thì bản thân em ấy là thấy cái thời gian pin chờ con này đối với cái máy của em nhé là không được tốt, tại vì thấy anh em trên nhóm Samsung nói là pin của anh em chỉ để qua đêm chỉ hết khoảng tầm 1 đến 2% thôi, có người chỉ bảo 5% là căng thôi. Thì thực sự là không biết là anh em test trong điều kiện như nào thì em cũng không rõ. Thì có người bảo là để full phần trăm, để full các kết nối luôn, để full các chức năng luôn. Thì nếu như mà để full chức năng như vậy mà không test từ 100% pin nhé, test từ khoảng dưới 100% pin mà được như vậy thì em thấy rất là tốt. Còn nhiều anh em bảo là kể cả test từ 100% trở xuống ấy, thì vẫn không sao, vì anh em bảo là từ 100% pin xuống 99% bên Samsung ấy nó cũng xuống nhanh lắm. Nhưng mà thực sự là em cũng dùng khá là nhiều cái máy của Samsung rồi chứ không phải là mới dùng con này các bác nhé. Em dùng Note 10, Note 20 rồi S22 cộng rồi S22 Ultra, 23 Ultra đấy, và đến bây giờ là 24 Ultra rồi. Thì em thấy là nếu như các bác test từ 100% pin, chắc chắn một điều là nó sẽ không chính xác đấy. Tại vì cái 100% pin ấy, thì nó có hai cái, một là phần 100% pin các bác vừa đến 100% pin ấy, mà các bác rút ra luôn ấy, thì nó đúng là nó tụt nhanh thật. Nhưng mà nếu mà 100% pin mà các bác vẫn để cắm sạc khoảng tầm 3 phút nữa ấy, thì nó được sạc nhồi một chút nữa, thì cái từ 100% xuống đến 90% nó lại lâu hơn đấy. Cho nên là nó cũng chỉ là một cái tương đối để các bác tham khảo thôi, chứ không phải là cái gì đấy mà tranh luận ghê gớm lắm. Nhưng mà chắc chắn một điều là test từ 100% pin mà pin chờ ấy, thì là nó sẽ không chính xác mấy. Thì em cũng khuyên các bác là test từ 90% trở xuống thôi. Đấy thì là cái ý kiến cá nhân của em thôi nhé. Thì còn bây giờ ấy, là em sẽ test cái thời gian sử dụng thực tế của cái máy này các bác nhé. Thì cái máy này em đã lấy được khoảng 1 tuần rồi, và 1 tuần vừa rồi ấy, là em cứ dùng từ 100% xuống đến tầm khoảng dưới 15% xem là nó được bao nhiêu tiếng nhé các bác nhé. Thì đây em sẽ em có ghi chú lại rồi các bác. Đây. Thì đây cái phần tệp pin đây. Đây. Thì thứ nhất ý, đây là cái ngày thứ hai em dùng này. Cái ngày thứ, bỏ qua ngày thứ nhất nhé, vì ngày thứ nhất ý, là cái ngày mà em mới lấy về là một này. Thứ hai là tải rất nhiều những ứng dụng các thứ để mà sử dụng trên cái máy này để làm máy chính mà các bác. Thì cái ngày đầu ý, là em cũng nói chung là nó cũng cứ loằng ngoằng, nó không không để, cũng như là ngày đầu về thì chả sạc từ một đến 100% xong rồi dùng đến dưới 15% đâu. Đấy thì là em tắt cái này nữa. Thì là em test từ ngày thứ hai. Để từ ngày thứ hai thì em dùng dùng cái hỗn hợp cả wifi này, cả 4G này. Đấy. Và để độ sáng tầm 40% các bác nhé. Thì từ hôm đến giờ này, em toàn để độ sáng như này thôi các bác nhé. Toàn để độ sáng này, em chưa thay đổi độ sáng luôn, và cũng không để cái chế độ mà tự động thay đổi độ sáng các bác nhé. Em để y chang như này luôn. Đấy. Thì ngày đầu thì em, ngày thứ hai đây em cũng không chơi game các bác nhé. Đây toàn những ứng dụng cơ bản này: Facebook, YouTube, Messenger, Shopee, Zalo. Đấy, on way đây. Đấy, máy ảnh một chút thì cũng không có chơi game. Thì ngày đầu nó được là từ 100% ngày đầu xuống bây giờ xuống 14%. Đây các bác có thể thấy 14%. Thì là được khoảng tầm 6 giờ 44 phút. Đấy, gần 7 giờ. Đấy là ngày đầu nhé các bác nhé. Rồi, tiếp theo là ngày, à quên, đấy là ngày thứ hai. Còn tiếp theo là ngày thứ ba này, ngày thứ ba cũng thế thôi, cũng dùng hỗn hợp cả wifi 4G bình thường, nó xen kẽ cũng không game, cũng như vậy thôi. Đây thì ngày thứ hai nó được là 6 giờ 47 phút. Đây nó cũng xem xem không có hơn mấy. Đấy, tiếp theo này, ngày thứ tư này, ngày thứ tư cũng còn xuống 13% này, và cũng không game cũng. Nhưng mà ngày thứ tư này thì là em dùng 4G nhiều hơn, tại vì ngày hôm đấy là em ra ngoài nhiều. Xin lỗi các bác. Ngày hôm đấy là em ra ngoài nhiều cho nên là em dùng 4G nhiều hơn. Đấy thì nó phải tầm 70% là 4G, còn tác vụ của thứ thì cũng bình thường như những ngày trước thôi. Đấy cũng không game đâu.
không game gì cả. Thì ngày thứ tư này này là chị được có 5 giờ 58 phút, có nghĩa là được khoảng 6 giờ, là kém 2 ngày trước khoảng tầm 45 phút đấy, gần 1 tiếng đấy. Rồi tiếp theo là ngày thứ năm này cũng từ 100% xuống đến 12% pin này, và ngày này cũng sử 4G nhiều, nhưng mà chắc chỉ khoảng tầm 60% là 4G thôi, cũng không nhiều bằng ngày hôm trước. Và rồi sáng thứ vẫn y chang thôi đấy, thì cũng không chơi game đấy, cũng dùng các tác vụ bình thường, Facebook các thứ, Zalo thôi, không có gì cả. Thì đây ngày thứ năm lại không hiểu sao nó lại được được những 8 giờ các bác này, không hiểu sao luôn, là trong khi đó em dùng 4G nhiều các bác nhé, đấy dùng 4G nhiều mà được những 8 giờ này, các thấy không? Đấy không hiểu luôn, em cũng không được xưng là tự nhiên một ngày ngày hôm trước cũng sử dụng 4G nhiều, cũng không game gì cả thì được có 6 tiếng, mà tự nhiên ngày hôm sau cũng cũng gần gần như thế, cũng sử dụng 4G nhiều nhưng mà lại được gần 8 tiếng, cách nhau những 2 tiếng, không hiểu sao luôn. Đấy thì đây ngày thứ năm nhé, còn đây là ngày thứ sáu, là ngày hôm nay này. À không, hôm nay là ngày thứ bảy rồi, thì hôm trước là em đi công tác cho nên em không test được, cho nên là đêm đây là ngày thứ bảy này, đây em cho các bác xem ngày thứ bảy luôn đây. Ngày thứ bảy là ngày hôm nay các bác nhé, ngày hôm nay thì nó mới xuống đến 19% thôi, từ 100% xuống đến 19% thôi, thì nó được là đang được là 6 giờ 23 phút. Thì nếu như em nghĩ là dùng 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 từ 19% này xuống đến khoảng 14 13% ấy, thì nó sẽ được khoảng gần 7 giờ, em nghĩ em đoán là như vậy, tại vì cái sự hàng ngày của em biết mà, thì nó sẽ tưởng vậy. Thì em cũng không có chơi game đây các bác thấy này, không chơi game, cũng chỉ có mấy cái tác vụ bình thường như này thôi đấy, mấy cái em có tải cái clan này về để mà vào cái tí thì không cũng đáng gì, nói chung là coi như không chơi game các bạn đấy. Thì như cái thời gian em test 1 tuần vừa rồi ấy, là trung bình nó là sẽ được khoảng tầm tầm gần 7 tiếng đấy, trung bình đấy, trung bình nhá, trung bình là cái máy này sẽ được gần 7 tiếng đồng hồ để mà cái thời gian on screen, thời gian sáng màn hình này này. Thì nhiều anh em ấy là em thấy là tất cả những kênh khác nói về con S24 Ultra này thì đều là nói là thời gian pin, sử dụng pin của này rất là tốt, và nhiều anh em nói nữa là nó còn tốt hơn con S23 Ultra. Thì cái S23 Ultra em cũng đã dùng rồi các bác nhé, thì hoàn toàn nếu như mà đối với con máy này của em nhé, là hoàn toàn nó không thể nào mà hơn được con S23 Ultra, nhưng mà không thể hơn một cách mà vượt trội ấy, không thể hơn vượt trội được. Nó em chỉ thấy nó chỉ xem thôi, thì cũng một phần là con máy này này của em là nó mới mới dùng thì có thể là nó chưa ổn định mấy, thì sau này nó có thể nó sẽ tốt hơn, khoảng tầm 2 3 tuần nữa thì có thể nó sẽ tốt hơn, nhưng mà em cũng nghĩ là nó cũng xem như này thôi. Tại vì con S23 của em ấy, hồi xưa em dùng nó cũng vậy thôi, hồi xưa nhé, em nhớ em dùng con S23 của em nhé, lúc đầu của nó ấy, nó phải được tầm 8 8 tiếng đến 8 tiếng rưỡi, ít ít thì cũng phải 7 tiếng rưỡi. Đến là mới lấy về nhá, mới lấy về, và sau này nó dần dần nó bị tụt đi chứ nó không tăng lên được. Còn con này thì mới đầu đã nó đã cũng đã là thấp thấp như này rồi, tầm được khoảng 7 tiếng thì nó đã thấp hơn cái thời điểm con S23 Ultra, mà thời điểm con S23 Ultra em là mua cũ nhá, không phải mua mới như này nhá, không phải mua mới bóc siêu như này các bác nhé, mà nó đã thấy nó khá hơn rồi, dần dần nó phải yếu đi. Còn con này thì lúc đầu nó đã khá yếu rồi, nó đã không bằng được con S23 Ultra rồi, thì không biết là sau này 2 3 tuần nữa thì nó có tăng lên hay không thì em cũng chưa rõ. Đấy thì như cái đánh giá cá nhân của em nhé, đánh giá cá nhân của em nhé, em cũng không biết là có đúng hay sai hay là đụng chạm với ai thì em không biết, nhưng mà nếu mà riêng về thời gian sử dụng pin thực tế của con S24 Ultra này này thì em thấy là nó hoàn toàn là không thể vượt trội hơn con S23 Ultra, nó chỉ xem thôi em, đấy là trên con máy của em nhé. À và cũng nói luôn là em trên con kể cả con S23 Ultra là tất cả các chế độ nhé, em đều để mắc hết nhé, đều để mắc hết. Thứ nhất là màn hình này, màn hình cái thứ là em vẫn để 120Hz này, đấy 120Hz nhé, và cái chế độ màu cũng là tự nhiên các bác nhé, con nào cũng để tự nhiên hết, em không thích màu sinh động, mà cũng nói luôn là ở cái màu sinh động này ở trên con S24 Ultra em chả thấy nó thay đổi gì cả đấy. Cái này không biết là lỗi hay là chưa cập nhật phần mềm thì em không biết. Và cái độ phân giải là em cũng để cao nhất các bác nhé,
này, Quad HD này, 2K này. Đấy. Nói chung là mình mua cái máy về để mà mình sử dụng thì mình nên bật tất cả những cái gì tốt nhất của nó. Đấy, cho nên là em cũng 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 để hết mắc hết, cũng y như thời con S2 Ultra thôi. Thì em thấy là con này nó cũng xem xem thôi, pin nó xem xem thôi. Tất nhiên là nó vẫn đủ dùng cái nhu cầu công việc của em trong vòng một ngày, tầm khoảng 6 đến 8 tiếng làm việc hàng ngày. Chứ không phải là một ngày là 24 tiếng nhá các anh nhé. Nhiều bác cứ bảo là pin này có dùng được một ngày không, thì em không biết một ngày của các bác là 6 đến 8 tiếng hay là một ngày của bác là 24 tiếng, thì cái câu hỏi này nó hơi 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 khó trả lời. Thì như con này là em thấy là vẫn vẫn pin vẫn rất là ngon, rất là trâu, và CC với con S2 Ultra. Và em thấy là có một điểu là máy nó hơi nóng hơn chút nha các bạn nhé, máy nó hơi nóng hơn một chút so với con S2 Ultra. Thì đấy là cái cảm nhận của em. Thì nhiều bác sẽ có những cái thời gian pin dùng nó khác nhau, cho nên là anh em dùng nó cũng khác nhau, cho nên là đây cũng chỉ là một cái để các bác tham khảo cho nó vui các bác nhé. Rồi, ok, chào các bác.